Tết thiếu nhi sang đồ chơi Mayli với top 10 món quà Lego đỉnh nhất mùa hè này. Có đám cháy rừng, xe cứu hỏa chuyên dụng đến đây. Dập tan đội quân xương xanh với chiến giáp Titan của Jay cùng thanh kiếm rồng vàng Oai Phong. Siêu xe Bugatti Bolide với động cơ W16 mạnh mẽ thách thức mọi đường đua. Sở hữu 7 chiếc bún đáng yêu với bộ Lego Creator 3 trong 1 sáng tạo. Đến ngay cửa hàng Machinam để chọn quà thôi nè.